ai sẽ chiến thắng trong một cuộc chiến, Saitama hay là Minecraft Steve? Kể cả trong chế độ sinh tồn hay sáng tạo thì phần thắng vẫn sẽ là Steve. Saitama chỉ là người thường, có luyện tập thể chất và được ông tác giả búp banh nóc. Và thứ mà Steve có thể ăn đứt được Saitama đó là Steve có thể thở trong môi trường ngoài vũ trụ, còn Saitama thì không. Kể cả nếu mà Steve không thở được ở trong vũ trụ thì thằng khứa này có thể đánh bay được Saitama văng ra khỏi ngoài không gian, vì sức mạnh của Steve nằm ở tầm thực thể vũ trụ rồi. Ngoài ra trong chế độ sáng tạo thì thằng Steve có thể cung cấp cho bản thân hắn sức mạnh của Chúa Trời với miễn nhiễm sát thương và vô hạn sức mạnh. Thêm vào đó, Steve chỉ cần đấm một cái có thể khiến Saitama về chầu ông bà. Cơ mà nếu mà nó còn có cây kiếm vượt quá giới hạn cường hóa thì chắc là nó đánh anh Chọc văng ra khỏi trang truyện còn được. Tệ hơn nữa, nếu mà anh Chọc ở trong vũ trụ Minecraft của Steve thì Steve có thể xóa anh Chọc khỏi vũ trụ của nó luôn trong vòng một nốt nhạc.